de Hello 50. Yo ne ti tu vi seri Meme vs Rage. Chơi luôn cả làm luôn quả à, bẫy gấu cho nhanh. Úi đi. Úi đi. Nhầm. Có bom nguyên tử này giết hết tất cả nguyên tử luôn.
ngon đấm luôn này. Đón xem. Bom. Sang màn tiếp theo ơi. Ô vũ khí này, xem con này có tác dụng gì. Ý con này mình nghĩ con này chỉ biết múa thôi, xem. À mình hiểu, có công dụng con này rồi. Con này là con boomerang này. Cứ để chờ rung lượng nó không đấy nghe. Ô đúng rồi, đúng đúng. Úi dồi ôi này, úi dồi ôi này. Tôi chết quên tắt thông báo con mẹ này. Úi dồi ôi, suýt chết.
Ok. Con này là giống con boomerang. Ghê chưa, ghê chưa. Vậy chúng ta đã hoàn thành xong tập 4 rồi. Mà Mim vs Ranger không biết tập 2 có thứ gì mới ạ. Tập 4 của Mim vs Ranger không biết tập 5 có thứ gì mới ạ không. Chúng ta hãy cùng đón xem nhé. Cảm ơn quý vị đã xem video của mình. Hẹn gặp quý vị ở các video sau. Bye bye.